Thưa quý vị, vào sáng nay, chuyên cơ đưa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Hà Nội, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Wat Khe, thủ đô Viên Chăn. Tham gia chuyến công tác của Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương tham dự kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đòn. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và là khách mời đầu tiên của Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đòn. Cảm ơn Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đòn đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chân tình. Đồng thời chúc mừng đồng chí Sòn Say Sì Phan Đòn được Đảng và Nhà nước Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam tới đồng chí Sòn Say Sì Phan Đòn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ cảm ơn tình cảm thủy chung, trong sáng, sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí nỗ lực triển khai thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt-Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định Hợp tác Song phương Việt-Lào 2021-2023 và các thỏa thuận kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị, tin cậy đặc biệt và bền chặt, đẩy mạnh trao đổi lý luận chính trị, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế, hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Ngay sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác. Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đòn thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất.